Quang Linh làm nên điều chưa từng có ở xứ người, Thùy Tiên hớn hở bày tỏ tình cảm với một sao nam. Vậy là nhóm Quang Linh ở châu Phi cùng với sự chung tay của Mạnh Thường Quân tại quê nhà lại thực hiện thêm được một việc tốt nữa, giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Angola. Theo đó, dù không phải lần đầu nhóm Quang Linh tặng quà cho bà con ở Angola, nhưng mỗi lần làm thiện nguyện các anh lại có một cảm xúc kỷ niệm khác nhau. Mới đây, trong đoạn clip được đăng tải trên kênh YouTube Quang Dũng Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi, anh Quang Dũng đã thay mặt Mạnh Thường Quân người Việt gửi nhu yếu phẩm cho người dân ở bản Pompa và phản ứng của họ khiến người xem xúc động. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với người dân bản Pompa. Từ trước đến nay, bản này chưa một lần có người Việt Nam đặt chân đến, cũng chưa một lần nhận được món quà nào của người Việt Nam mọi người ạ. Anh Quang Dũng chia sẻ, theo đó, bản có 75 hộ dân, ai cũng khó khăn, thiếu thốn. Nên khi được nhận quà, ai nấy đều rất vui sướng, phấn khởi. Trong lần thăm bản này, nhóm Quang Dũng sẽ tặng mỗi hộ gia đình một túi gạo, một chai dầu ăn cùng với 3 cân muối. Tất cả đều là của Mạnh Thường Quân người Việt đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh quan tâm ủng hộ. Cảm ơn gia đình chú O đã gửi đến món quà ý nghĩa là 35 túi gạo với trọng lượng 25 ký trên một túi, 75 chai dầu ăn 1 lít và 150 ký muối đến cho toàn bộ người dân bản Pompa. Anh Quang Dũng thay mặt bà con tri ân người giúp đỡ. Nghe tin vui này, tất cả mọi người đang vây quanh đồng loạt vỗ tay hò reo, bày tỏ niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng. Nói về cảm xúc của mình, bác trưởng thôn bộc bạch: Rất là vui cháu à, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ tôi và bà con được nhận bất cứ thứ gì từ ai. Lúc đầu nghe tin, chúng tôi còn chưa tin là có người Việt Nam sẽ giúp đỡ mà không cần có điều kiện gì trao đổi. Bây giờ thì tôi và mọi người tin điều này là thật rồi. Cảm ơn người Việt Nam rất nhiều. Nói đoạn, bác trưởng thôn khuấy động người dân, cả bản cùng nhau cất tiếng hát huýt sáo rất hào hứng, ai nói đều nhún nhảy vui vẻ, hát cùng bài hát của người châu Phi. Được biết, ý tưởng tặng gạo và dạo ăn, muối cho bà con là của gia đình Mạnh Thường Quân đưa ra vì họ rất hiếu lối sống, phong cách sinh hoạt của mọi người nơi đây. Bên cạnh đó, Tên Quang Linh còn mang thêm nhiều bánh kẹo để phát cho trẻ em. Sau đó, bác trưởng thôn thay mặt Mạnh Thường Quân gọi lần lượt từng hộ gia đình lên nhận quà, mỗi người được gọi tên đều sung sướng chạy lên. Có người còn điệu con sau lưng mà ríu rít nhảy chân sáo, ở phía dưới mọi người vẫn nhảy múa hát hò không ngừng. Niềm vui không chỉ lan tỏa ở mỗi hộ gia đình, mà bà con dường như còn mừng thay cho nhau vì lần đầu tiên họ được quan tâm giúp đỡ như vậy. Mãi một lúc sau khi phát quà xong, mọi người vẫn đội gạo lên đầu, quả nhiệt tình không thôi. Trong khi Quang Linh Vlog và Tem vẫn đang tất bật công việc trước khi về nước ăn Tết, thì Thùy Tiên cũng bận rộn với các dự án cá nhân. Cô liên tục bay đi bay về giữa Thái Lan và Việt Nam. Mới đây, cô nàng còn gây thích thú khi thay mặt trợ lý bày tỏ tình cảm với một sao nam ở xứ Chùa Vàng. Cụ thể, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có dịp gặp gỡ nam diễn viên ca sĩ nổi tiếng của Thái Lan Bikin Butipong tại hậu trường trong một dịp làm việc chung. Nhưng tâm điểm của buổi gặp gỡ là lời bày tỏ nhầm lẫn của cô đến Bikin khiến netizen cười ra nước mắt. Theo đó, khi cả hai đi ngang qua trong lúc di chuyển qua studio để chụp hình, cô đã dừng lại vẫy tay chào Bikin. Sau lời chào đó là câu nói, mình thích bạn lắm, và nở nụ cười đầy ngại ngùng. Sau lời ái mộ của Thùy Tiên dành cho mình, chàng diễn viên iTunes Success About You đã đáp lời cảm ơn với nụ cười tỏa nắng. Nhưng sự thật là cô chỉ giải bày hộ nỗi niềm fanboy của bé hai trợ lý của mình dành cho Bikin. Sau lời phiên dịch nhầm lẫn, Thùy Tiên đã ôm mặt cười ngại ngùng và nhìn bé hai với ánh mắt khẩn cầu lời xin lỗi. Cô nói, lúc nãy chị tính nói là em, bé hai, là em thích ảnh lắm mà chị nói lộn qua chị. Cho dù có nhầm lẫn, Thùy Tiên cũng không quên cảm thán trước nhan sắc sáng bừng của Bikin. Ảnh đẹp trai nha. Thùy Tiên trả lời, sau khi đã lấy mất cơ hội ngàn năm có một của bé hai, gương mặt bất ngờ khi biết Bikin bằng tuổi bé hai năm 1999 của cô cho ra đời thêm một Mimi huyền thoại. Trước đó, bức ảnh chụp chung của Thùy Tiên với Bikin và nữ diễn viên ngược dòng thời gian để yêu anh Bella đã gây sốt mạng xã hội vì tổ hợp nhan sắc đỉnh cao.